Hello mọi người nha. Nay mình sẽ giải thích nguyên nhân nó bị gãy kim đứt chỉ bọ mũi nè. Các vấn đề này là trong trường hợp mình là ngày nào cũng gặp hết. Đó. Giả sử như mà trường hợp mà đang may nó bị gãy kim đó, bữa nay tôi sẽ giải thích ba vấn đề chính nè. Một là đứt chỉ móc dưới nè, hai là đứt chỉ móc trên nè, ba là gãy kim nè. Đó, bây giờ bước đầu tiên mình chỉ nó là phần gãy kim trước đi. Ví dụ như mà chạy cái mặt hàng mà hàng dày mà chạy kim số 9 mà không cho chạy số 10 hoặc 11, mà lúc đầu mình phải cần yếu tố thật là cao, đó là hai hàng giá đỡ này nè. Bước đầu tiên mà chạy nó bị gãy kim trong hoặc gãy kim ngoài, một là kiểm tra coi có giá đỡ không, hai là kiểm tra coi móc có đá kim không. Đó, coi móc này có đá kim không nè. Đó, rồi bước thứ ba là mình lắp cái mặt nguyệt vô, lắp cái mặt nguyệt này vô coi kim nó có, coi nó có sát với cái lỗ mặt nguyệt không, coi kim nó có sát với lỗ mặt nguyệt không. Đó, trường hợp mà kim nó sát lỗ mặt nguyệt giống như vậy nè mọi người ha. Trường hợp mà kim nó sát với cái lỗ mặt nguyệt này nè, là nó chạy mà lên hàng dày nữa bị gãy kim đó. Trường hợp đó, đó mọi người kiếm một cái phân hơi á, khoan một mét trong đây nè. Đó, hoặc nó có hai con ốc này, hai cái con ốc này nó có tác dụng là xê dịch cái cầm mổ đó. Xe dịch cái cầm mổ trước khi mà cái lỗ mặt nguyệt này nó kim nó không sát với lỗ mặt nguyệt này, mình có thể gõ cái cầm mổ này ra vào được. Đó, trường hợp đó mình gõ mà vẫn còn bị sát á, là lúc đó mình, cái phương án cuối cùng lúc đó mình mới đi mài cái mặt nguyệt thôi. Đó là vấn đề gãy kim. Nhớ nha, bước đầu tiên mình kiểm tra coi có giá đỡ không, bước thứ hai coi móc có đá kim không, bước thứ ba coi có mặt nguyệt kim có sát với mặt nguyệt không, rồi bước thứ bốn coi chân vịt nè, chân vịt nó cọ với cái kim không. Thường thường á, chân vịt mới á mọi người hay mua về á, là nó sẽ có mấy cái đuôi chuột ở sau lưng này đó, hoặc là nó sẽ sát với cái thành này. Mình chạy mà đối với mà máy may gia đình á, mọi người mua chân vịt mới về á, mà thay vô á, là chạy mình không mài đi, là chạy kim nó cọ sát với cái chân vịt này sẽ nguyên nhân đến gãy kim đó. Bước đầu tiên mình mua về á, là mình thấy một là mình đi mài nó đi, hai là mình kiếm cây kèm á, nó sẽ có đuôi chuột nhỏ này, đuôi chuột nó sẽ dài ra. Hiện tại giờ cái chân vịt giác sổ này mình đang mài đi nè, đang mài đi bớt đó, đang mài đi. Lúc mà giờ mình mài đi, lúc mà kim nó chạy mà tốc độ cao mà lên hàng dày rồi, nó kim nó không đụng với ma sát với mép thành chân vịt này sẽ tạo nguyên nhân gãy kim nha mọi người. Đó là bước thứ ba. Còn cái bước cuối cùng tạo nguyên nhân gãy kim đó nè, đó bước cuối cùng mà tạo nguyên nhân gãy kim nè, là do cái thằng móc trên này nè. Đó, cái thằng móc trên này á, nó có hai loại móc nha mọi người, một loại móc dày và một loại móc mỏng. Giả sử mà mình chỉnh gãy cái kim trong đây nè, thường nó ưa bị gãy cái kim trong đây, mà mình chỉnh bộ tàu mũi kiểm tra các thứ đồ mà vẫn còn bị gãy cây kim trong cùng này á, đây mình kiểm tra ba bước đó ok rồi mà vẫn còn bị gãy, là lúc đó mình coi lại cái thằng móc trên này coi kim nó có cọ không. Thường thường móc trên này mình chỉnh độ ngon móc cho nó lùi sâu vô quá là sẽ cái kim trong sẽ gắm lên trên lưng móc trên đây sẽ bị gãy kim rồi. Đó là trường hợp bị gãy kim.
trước khi gãy kim là mọi người phải kiểm tra 4 bước đó là sẽ được thôi đó. Đa số chạy hàng dày nó bị gãy kim là bắt buộc mọi người phải sử dụng giá đỡ 100% nha, không được hở mà không được đá luôn đó. Còn bây giờ mình sẽ giải thích vấn đề thứ hai là đứt chỉ móc dưới đó. Đứt chỉ móc dưới á, trường hợp nó có hai nguyên nhân. Một là mỏ móc trên bị xước đó, móc trên đây nè đó. Lúc mà móc trên nó lấy chỉ móc dưới á là sẽ bị xước ở đây, chạy tốc độ cao nó sẽ bị đứt chỉ móc dưới đó. Hai là mình kiểm tra lại đường nhẫn chỉ có chặt quá không đó. Chặt quá nó sẽ bị ảnh hưởng đến nguyên nhân đứt chỉ móc dưới đó. Còn tới bước thứ ba này nè, mà chạy mà hàng nó thoát chỉ cái không được á là mọi người phải kiểm tra lại coi cái mặt nguyệt này nè đó. Cái mặt nguyệt này chạy lâu ngày nó sẽ va chạm nào cái vật gì đó đi, nó sẽ bị xước cái mấy cái phần rãnh trong đây, chạy mà nó không thoát chỉ ra được á. Mới mốt mọi người có chỉnh máy giấc sổ mà chạy mà nó chỉ nó thoát ra không đều á thì mọi người phải kiểm tra lại mặt nguyệt coi, chạy lâu ngày nó sẽ xét, nó sẽ mòn cái này đi. Rồi lúc mà chạy công nhân nó mai kim nó gãy, nó gắm vô đây nó sẽ bị xước cái phần chỗ này lắm đó. Đó là đứt chỉ móc dưới. Trường hợp mà đứt chỉ móc dưới là kiểm tra mặt nguyệt nè, kiểm tra chỉ nè, kiểm tra móc trên có bị xước không đó. Đó là trường hợp đứt chỉ móc dưới nha, đứt chỉ móc dưới nha mọi người. Còn đứt chỉ móc trên á, đứt chỉ móc trên á thường á là do chỉ mình lỏng quá là nó sẽ bị đứt chỉ móc trên luôn. Trường hợp mà chạy tí á, công nhân nói anh ơi sao em đứt chỉ cái móc thằng trên đây nè đó, nó đứt ra tới đây mà không đứt ra hết đâu đó, nó đứt ra một khúc này đó là do chỉ mình lỏng quá, chỉ mình lỏng quá nó sẽ tạo nguyên nhân đứt chỉ móc trên đó. Nhớ nha, thì hôm nay mình giải thích ba vấn đề nè, gãy kim nè, đứt chỉ móc dưới nè, đứt chỉ móc trên nè đó. Trường hợp ba vấn đề đó là trường hợp đó ngày nào cũng gặp hết. Đối với máy giấc sổ này đó, khó nhất là lúc mà bị bể vải mà chạy kim số nhỏ nhất á, số 7 á, mà lên đoạn dày mà bị bao mũi á đó. Cái vấn đề mà dụng mà bị bể vải hoặc bị bể vải mà chạy kim nhỏ, mọi người nhớ theo dõi và chia sẻ, tôi sẽ tiếp tục ra cái mẹo tiếp theo. Mình chỉnh từng mặt hàng bể vải mình chỉnh làm sao, mà hàng không bể vải mình chỉnh làm sao đó. Rồi chúc mọi người thành công nha, mọi người nhớ thấy hay và chia sẻ giúp mình nha. Rồi tạm biệt mọi người.